Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Ngày hôm nay đó là tối ngày thứ ba tại Hoa Kỳ. Hôm nay là có video sớm hơn một chút. Bây giờ là khoảng 7 giờ tối giờ Cali. Có nghĩa là hôm nay đó Việt Nam đã là ngày thứ tư, ngày 24 tới tháng 11 rồi. Thì tuần này đó là tuần của ngày lễ Thanksgiving, như là ngày lễ tạ ơn đó hay là lễ gia lôi tùy theo các bạn gọi là ngày lễ gì. Đây là một cái tuần lễ rất là lớn ở Hoa Kỳ. Tại vì rất nhiều người nghĩ thường là người ta sẽ nghĩ là thứ năm và thứ sáu nhưng mà tuần này đây thường suy nghĩ thứ tư năm thứ sáu để uh, thường có thể uh, nghỉ ngơi một chút và tuần này đó là một tuần mà sẽ không có nhiều cái thông tin và chúng ta cũng không có nghĩ là tuần này sẽ là một tuần mà có nhiều cái sự dao động tuy nhiên là các bạn thấy là ngày hôm nay chúng ta cũng thấy có một sự dao động chứ bạn thấy được là chúng ta giá bây giờ đây là khoảng 56.300 thì cũng không khác gì nhiều so với cái giá của BTC ngày hôm qua nhưng mà hôm nay đó thì các bạn thấy được giá cũng đẩy lên tới cái mức là khoảng chừng là 57.900 đô rồi hai tiếng đồng hồ vừa qua thì giá đã có xuống đi ngược cho xuống mức là 56.328 nhưng mà trên căn bản đó khi mà chúng ta nhìn vào 24 giờ qua đó thì các bạn thấy được là giá BTC thời điểm mình làm video bây giờ so với tối ngày hôm qua cũng tương tự như nhau mà thôi là chỉ khác biệt có 0,4% mà thôi Tôi nghĩ là chúng ta càng đi sâu vô tuần này đó chúng ta bắt đầu là ngày mai thứ tư thứ năm thứ sáu Thường nghĩ là cái sự dao động nó sẽ giảm đi Và các bạn cũng đã biết là điều này cũng bình thường so với năm 2017 Cái tuần lễ của Thanksgiving nó cũng là rất là im lặng Rồi sau tuần lễ Thanksgiving chúng ta lại thấy cái sự bùng nổ của thị trường crypto Tôi đã chia sẻ nhiều hơn trong cái video ngày hôm qua nhưng mà nhìn chung đó, thì các bạn thấy được là BTC có một màu đỏ nhạt ngày hôm nay nhưng mà chúng ta cũng có khá là nhiều những đồng có cái màu xanh ngày hôm nay chúng ta có ma đẹp chúng ta có crypto.com hầu như là không ngừng nghỉ tiếp tục tăng trưởng chúng ta có mana và đặc biệt là ngày hôm nay thường có những cái thông tin liên quan tới Cardano và một số những cái tài liệu khác thường nghĩ là các bạn cũng nên tìm hiểu thêm và chúng ta bây giờ đó hãy trước hết nhìn vào tình hình on chain đi Hôm nay chúng ta cũng không có đi quá sâu tại vì từ Long Trang nó nó cũng như là những gì thường chia sẻ à, cách đây hai ba ngày khi mình thường zoom vào đó đây là cái biểu đồ và biểu đồ này cho chúng ta thấy được là hiện bây giờ ở trên thị trường nó còn bao nhiêu Bitcoin này đang có lợi dựa theo Classno thì khi mình thường zoom vào các bạn thấy là cái đường màu cam này đó là đại diện cho cái số lượng phần trăm của Bitcoin này có lời Bây giờ mức là 87% chúng ta vẫn rời khỏi cái dùng màu đỏ và tiếp tục đi ở cái mức là khoảng chừng 84-87% trong vòng 2-3 ngày qua Cũng là một điều mà chúng ta muốn thấy coi như là đã có một cái sự điều chỉnh lại rồi, một cái sự reset cho cái chỉ số này Nhưng mà một điều khác nó cũng thấy thú vị, thường muốn chia sẻ với các bạn đó chính là chúng ta nhìn vào hôm nay sẽ nhìn vào tổng cái số lượng địa chỉ ví của BTC đi có nhiều điều rất là thú vị giống như là thằng sẽ zoom vào các bạn thấy là bên dưới này đó đây là cái biểu đồ cho chúng ta thấy được là khi mà chúng ta nhìn vào cái số lượng ví mà có ít nhất là 0,1 BTC có nghĩa là chỉ cần là có hơn 0,1 BTC thôi thì sẽ tổng kê là bao nhiêu địa chỉ ví có cái số đó thì các bạn đi cái đường màu cam này đại diện cho cái tổng số địa chỉ ví mà có hơn 0,1 BTC và bên dưới này đó là giá của BTC thì có một điều rất là thú vị ở đây là các bạn thấy được là chúng ta thấy cái đường màu cam này đó bắt đầu từ thời điểm đó là ngày 16 tây tháng 6 mới đây cho tới bây giờ đó là cái xu hướng của đường màu cam này là tăng lên có nghĩa là từ lúc đó cho đến bây giờ đó từ lúc mà giá BTC đó là các bạn thấy được là À, thời điểm này đó là chỉ khoảng có là 40.000 đô mà thôi thì đã có rất nhiều những địa chỉ ví xuất hiện từ thời điểm đó tới bây giờ có thể là nhiều người nhận được đây là cái thời điểm tốt để mà tích lũy và các bạn thấy được là những cái thời điểm mà giá cả đi xuống đó như là chúng ta nhìn vào cái thời điểm của năm 2020 năm ngoái đó à, hay là chúng ta nhìn vào cái thời điểm của tháng 1 mới đây và các bạn thì những cái thời điểm này đó, cái đường màu trắng này là điền cho giá BTC đi xuống thì các bạn thấy được là chúng ta vẫn tiếp tục thấy là cái đường màu cam này tiếp tục tăng trưởng và giá cả sau đó bên dưới này cũng có cái sự tăng trưởng theo. Chỉ là những lúc như là các bạn thấy là có cái sự điều chỉnh như là chúng ta đã nhìn thấy từ hồi tháng 4, tháng 5 à, cho đến khoảng trường là tháng 6 của năm nay đó thì chúng ta thấy là giá cả có sự điều chỉnh từ 65.000 đi xuống đó thì lúc đó chúng ta đã thấy hiện tượng là có nhiều địa chỉ ví đã không còn giữ 0,1 BTC nữa nhưng mà sau đó lại tích lũy trở lại. Cho nên thời điểm bây giờ đó không có giống như là thời điểm của hồi tháng 4 tháng 5 khi mà chúng ta có sự điều chỉnh. Cũng như là các bạn thấy thời điểm bây giờ đó nó cũng tương tự như những cái đợt điều chỉnh như là các bạn thấy hồi tháng 1 của năm nay hay là chúng ta nhìn vào năm ngoái đó hồi tháng 2 tháng 3 thì giá cả đi xuống nhưng mà chúng ta thấy đường màu cam này vẫn tiếp tục và tiếp tục tích lũy. Đây là cái điều trước hết tôi muốn chia sẻ với các bạn khi chúng ta nhìn vào những cái biểu đồ này biểu đồ thứ nhì đó thì các bạn thấy được là đây là biểu đồ mà cho chúng ta thấy được là những cái địa chỉ ví mà có hơn một BTC thì tình hình cũng tương tự các bạn thấy được là chúng ta vẫn thấy là càng ngày càng có nhiều địa chỉ ví có hơn một BTC xuất hiện chúng ta nhìn vào bên dưới này đó là những địa chỉ ví mà có hơn 10 khôi thì cũng tương tự các bạn thấy được là bắt đầu từ ngày 17 tây tháng 6 tới bây giờ thì cái xu hướng đường màu cam này vẫn là tăng trưởng càng ngày càng có nhiều địa chỉ ví hơn lưu trữ hơn 10 BTC và những địa chỉ ví mà lưu trữ hơn 100 BTC đó thì cũng có cái xu hướng tương tự các bạn thấy được là có cái sự tăng trưởng nhưng mà gần đây đó thời điểm là từ ngày 26 tây tháng 10 Lúc đó giá của Bitcoin là khoảng 60.449 cho đến cái ngày là ngày 15 tây tháng 11 đó nghĩa là cách đây hơn chừng một tuần thì lúc đó giá là 63.700 thì các bạn thấy là đây là cái dấu hiệu là có một số lượng người mà lưu trữ hơn 100 BTC có cái hiện tượng chốt lời như là chúng ta đã thấy những cái sự điều chỉnh gần đây nhưng mà nhìn chung đó thì các bạn thấy được điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn là tình hình những cái địa chỉ ví mà hơn 0,1 BTC đó thì vẫn tiếp tục là cái xu hướng tăng trưởng nhưng mà trước khi chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự, các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay đó, đó chính là Coin98 Wallet. Đây là cái ví tiền mã hóa multi chain cũng như là đa chuỗi đó giúp các bạn có thể lưu trữ coin token trên hơn 30 blockchain khác nhau mà chỉ với một cái pass free duy nhất mà thôi. Ngay trên cái ví Co98 đó các bạn có thể swap mua bán token một cách nhanh chóng, tiện lợi và các bạn còn được tặng điểm thưởng mỗi lần mà các bạn swap. Các bạn có thể tìm hiểu và tải cái ứng dụng Co98 Wallet ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu để ủng hộ kênh đồng thời các bạn cũng có cơ hội để mà nhận thưởng từ những cái chương trình đặc biệt đến từ con 98 thì trong cái tình hình này thường cảm thấy là cũng phổ biến mà thôi tại vì càng ngày chúng ta lại càng thấy có nhiều cái thông tin là người thường nó càng ngày càng có thể dễ dàng tiếp cận được với lại sử dụng hay là lưu trữ crypto. Các bạn thấy được là những cái thông tin như là chúng ta đang nhìn thấy trên màn hình đó, đây là thông tin liên quan tới cái công ty có tên là Mercado Libre là công ty Mỹ Latin nên là một công ty mà hiểu đơn giản nó giống như là Amazon là cái công ty thương mại điện tử online đó của Mỹ Latin là Mercado Libre là một công ty mà bây giờ đó họ cũng đã có một cái chức năng là cho người sử dụng có thể thanh toán sử dụng crypto ở trên mạng lưới của họ các bạn thấy được là những cái thông tin này đó nếu chúng ta trở lại hai ba năm trước là thông tin rất lớn nhưng mà hầu như bây giờ đó mỗi ngày đều có quá nhiều thông tin tương tự cho nên chúng ta cũng ít để ý đến cho các bạn thấy được là cái sự sử dụng và lưu trữ crypto đó đã rất bình thường hóa rồi chúng ta tiếp tục tìm hiểu những thông tin khác nữa như là các bạn thấy là ngày hôm nay cũng có thông tin đây là một trong những người mà đứng ra để mà ứng cử cho cái ghế của nghị sĩ của tiểu bang Alabama và người này là cái người mà mới nhất nói là chấp nhận cái sự quyên góp đến từ Bitcoin có nghĩa là những ai mà muốn quyên góp đi cho người này gắn cử đó thì có thể quyên góp bằng BTC điều này cũng không có gì gọi là quá lạ nữa thì các bạn thấy là bây giờ ít nhất đó là ở Hoa Kỳ chúng ta đã có bốn thị trưởng chấp nhận là lấy cái tiền lương của mình bằng Bitcoin, có nghĩa là chúng ta có thị trường của những thành phố lớn chứ chúng ta không nói tới những thành phố nhỏ, chúng ta có thị trường của thành phố Miami của tiểu bang Florida, chúng ta có thị trường của thành phố Tampa của Florida, chúng ta có thị trường của thành phố New York của tiểu bang New York và cuối cùng chúng ta có thị trường của thành phố Jackson ở Tennessee. Cho nên các bạn thấy được là cái việc mà Bitcoin đi sâu vào chính trị đó bây giờ đã là cái sự thật rồi. Chúng ta thấy là bây giờ có rất nhiều nghị sĩ đứng ra ủng hộ BTC. Cũng đương nhiên có nhiều nghị sĩ là chống lại Bitcoin nhưng mà chúng ta càng ngày càng có thêm nhiều người bạn đến từ quốc hội Hoa Kỳ, đến từ những người làm chính trị điều kế tiếp tôi thường muốn chia sẻ với các bạn đó là cũng là những cái thông điệp như là chúng ta mới vừa nói đến cái sự bình thường hóa mà chúng ta nghe nói thông tin hàng ngày đó như là các bạn thấy được là tại thêm à, một cầu thủ mà chơi bóng bầu dục nữa football nữa đó chính là odell Beckham Jr. junior à, thì người này đó đã hợp tác với công ty Casap để mà lấy cái tiền lương của mình đó một trăm phần trăm của tất cả tiền lương của mình khi mà chơi bóng bầu dục đó là sẽ trả bằng bitcoin các bạn thấy được là đây không phải là cái người chơi bóng bầu dục đầu tiên hay là dựng động viên đầu tiên mà chấp nhận thanh toán bằng BTC Điều kế tiếp nữa đó thì các bạn thấy được là lại thêm một thông tin tương tự là có thêm một công ty chấp nhận thanh toán sử dụng crypto đó chính là Regal Cinemas thì tôi nghĩ là cũng không ai lấy làm lạ tại vì các bạn thấy được là AMC đó cái nơi mà rạp chiếu phim AMC thì cái chuỗi chiếu phim MC đó nó đã có cái thông báo là họ sẽ chấp nhận thanh toán sử dụng crypto rồi Và khi mình thuận lên trong web của họ đó thì thực ra các bạn có thể mua uh, một số đồ như mà Chủ yếu là các bạn dùng tiền kỹ số đó để mà mua cái vé để mà đi xem phim trên mạng Thì sẽ thanh toán không qua cái mạng lưới của PayPal Thì uh, Regal cũng là một cái chuỗi xem phim tương tự thì uh, bây giờ đó họ đã hợp tác một công ty có tên là Plaxa công ty này là một công ty mà thanh toán đó thì công ty Plaxa như là các bạn nhìn thấy trên màn hình đó là một công ty mà sẽ cho họ uh, sử dụng thông qua công ty đó cho những người dùng để có thể thanh toán sử dụng crypto để mà mua vé xem phim vân vân và đặc biệt đó là các bạn thấy được là bây giờ đó Thông qua cái, cái sự đối tác này họ có thể là thanh toán sử dụng đồng USD coin như là USDC đó, đồng DAI, đồng Gemini Dollar, đây là những đồng ổn định. À, và chúng ta cũng có đồng LINK, đồng ADAM và đồng BAT sẽ được chấp nhận. Rất là thú vị. Các bạn thấy được là cái thông tin liên quan tới người này chấp nhận thanh toán BTC, người kia chấp nhận được cho lương mà BTC, người nọ là đầu tư BTC, công ty kia lưu trữ Bitcoin thì cái thông tin hầu như là đã rất bình thường rồi. Hôm nay đây là những cái ví dụ mà tôi muốn chia sẻ cho các bạn. Cho nên cái việc mà chúng ta thấy là càng ngày lại càng có nhiều người lưu trữ BTC và thông qua cái biểu đồ này, những cái địa chỉ ví mà có hơn 0,1% là một điều thường cảm thấy là cũng là hợp lý mà thôi. Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để mà nói tới một số những cái thông tin trên mạng đi. À, chúng ta sẽ nói tới những cái thông tin uh, liên quan tới blockchain thì chúng ta thấy đó là tình hình này đó là tình hình của BTC nạp vào rút ra thì chúng ta nhìn vào đây là tài liệu tính theo ngày thì hai ngày vừa qua các bạn vẫn thấy là BTC là những thanh này chỉ xuống có nghĩa là nhiều Bitcoin rời khỏi sàn hơn là nạp vào chúng ta chuyển qua tính theo cái nến giờ đi thì chúng ta sẽ thấy được là tính theo giờ thì ngày hôm nay mỗi thanh này là một giờ thì chúng ta kết thúc vẫn có thể thấy được là nhiều BTC rời khỏi hơn là nạp vào chúng ta chuyển qua để mà nhìn vào cái biểu đồ kế tiếp thì biểu đồ này cho chúng ta thấy được một điều đó chính là càng ngày càng ít Bitcoin trên sàn hơn và chúng ta có thể được là gần đây đó thì cái tốc độ à, nó lại còn nhanh hơn nữa như là trong thời gian là từ tháng 8 tới bây giờ đó tốc độ BTC rời khỏi sàn còn nhanh hơn nữa càng ít Bitcoin trên sàn thì đương nhiên khi mà chúng ta có cái nguồn cầu đó tăng lên sẽ dẫn đến là giá cả sẽ có cái sự phản ứng đó là điều mà nhiều bạn cũng đã à, biết rồi chúng ta chuyển qua nhìn vào tài liệu tương tự liên quan tới Ethereum đi thì đối với Ethereum đó khi mà thường chuyển qua nhìn vào tài liệu mới nhất của ngày hôm nay Thì các bạn thấy được là hai ngày qua thì giá cả của Ethereum đó có cái sự ổn định lại vẫn là hơn 4.000 đô bây giờ là 4.239 À, thì đối với thường đây Ethereum đó và một số những altcoin khác đó thì nó có cái sự tốt hơn so với lại like BTC về cái phương diện giá cả trong vòng mấy ngày qua nhưng mà về cái phương diện on chain đó thì Ethereum cũng như là Bitcoin các bạn thấy được là Cái số lượng Ether rồi khỏi nhiều hơn là nạp vào trong vòng 2 ngày qua Một ngày trước đó nữa là ngày 20 Tây Thì chúng ta uh, thấy là có cái số lượng uh, Ethereum nạp vào nhiều hơn rút ra nhưng mà hai ngày vừa qua thì cái hiện tượng là ngược lại và khi mà chúng ta nhìn vào tài liệu mới hơn ngày hôm nay đi thì các bạn thấy được đây là tính theo giờ thì hôm nay kết thúc khả năng cao vẫn là y tờ rời khỏi nhiều hơn nạp vào và nhìn tổng quát đó thì các bạn thấy được là cũng tương tự như là bitcoin chúng ta thấy cái đường màu xanh này là cái số lượng y tờ trên sàn cái số lượng y tờ trên sàn vẫn tiếp tục là ngày càng mất đi và nhìn vào một cái tài liệu này đó được chia sẻ ở trên crypto anh đó thì đây là một tài liệu được chia sẻ phân tích cho chúng ta thấy được là hiện bây giờ Câu hỏi đó là chúng ta đang trong cái thời điểm tích lũy hay là cái thời điểm là những nhà đầu tư họ bắt đầu là bán BTC của mình Thì để trả lời câu hỏi này đó thì đây là một bài mà được thống kê bởi một người ở trên Tục khoan Thì chúng ta thấy bên trên này đó là có hai đường, điều. điều màu xanh này đó là cái số lượng Bitcoin À, đang nằm trên những cái sàn và đương nhiên như chúng ta mới vừa nói đến thì cái số lượng BTC trên những cái sàn ngày này càng mất đi bên dưới này cái đường màu cam là giá cả của Bitcoin và chúng ta nhìn bên dưới này nữa đó là cái đường mà màu xanh nhạt hơn này là chúng ta thấy được là cái số lượng Bitcoin đẩy lên trên những cái sàn giao dịch thì đây là tài liệu đó từ năm 2015 tới bây giờ nhưng mà khi mà các bạn để ý đó những cái dòng tròn này đó đây là thời điểm của năm 2017 cuối năm thì các bạn thấy được là giá cả của cuối năm 2017 thì giá cả BTC lúc đó như thế nào thì đương nhiên giá cả tăng lên à, lúc đó các bạn thấy được là cái số lượng Bitcoin trên sàn đường màu xanh này cũng là tăng lên và đương nhiên các bạn thấy được là cái số lượng BTC đẩy trên sàn cũng tăng theo và sau đó các bạn thấy được giá cả đã có một cái sự điều chỉnh mạnh sau cái đợt tăng trưởng năm 2017 đi vào năm 2018 kế tiếp nữa là các bạn thấy được là cái đợt mà chúng ta thấy gần đây nhất đó là năm 2020 khi mà chúng ta thấy dịch bệnh bắt đầu bùng nổ đó thì chúng ta thấy là hiện tượng gì? Hiện tượng đó là lúc đó đó là chúng ta thấy là cái số lượng BTC đẩy trên sàn tăng lên rất là cao. Kế tiếp nữa là ngày 19 tây tháng 5, gần đây nhất thì các bạn thấy được là ngày 19 tây tháng 5 đó thì chúng ta thấy cũng hiện tượng tương tự là đột ngột có nhiều BTC đẩy lên trên sàn. Bây giờ thì sao? Bây giờ thì các bạn thấy được là giá cả vẫn là À, cái mức coi như là cao các bạn thấy rồi là Bitcoin bây giờ là 56.350, tuy là thấp hơn so với cái đỉnh là 69.000 Cách đây khoảng chừng là hơn 2 tuần. Nhưng mà cái mức này đâu có thấp đâu, thậm chí các bạn nhìn vào Ethereum là 4.240 thì có thể là khi mà BTC trở lại cái mức 60.000 thì Ethereum có thể đạt cái đỉnh mới rồi và nhiều cái altcoin khác à, cũng có thể đã đạt đỉnh mới trước khi mà Bitcoin đạt cái đỉnh mới. Nhưng mà chúng ta thấy là bây giờ chúng ta chưa thấy cái dấu hiệu tương tự như là cái đợt mà năm 2020 năm ngoái hay là cái đợt tháng năm mới đây khi mà chúng ta thấy là có nhiều BTC đẩy lên trên những cái sàn. Đó là điều đầu tiên mà người này muốn chia sẻ. Điều thứ nhì đó, để thường zoom ra để mà chia sẻ cái biểu đồ kế tiếp. Thì biểu đồ kế tiếp này đó là đơn giản hơn. Các bạn thấy cái đường màu vàng bên dưới này đó là nếu như mà tăng lên có nghĩa là những cái người đầu tư lâu năm đó họ đẩy ờ uh, Bitcoin của mình lên trên sàn để mà bán và nếu như mà xuống thấp đó thì coi như là họ tích lũy như là đi hàng ngang Các bạn thấy được là hiện bây giờ như thế nào? Hiện bây giờ đó thì không giống như là chúng ta à, nhìn vào hồi tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5 Lúc đó cái đường màu vàng này cứ tiếp tục tăng trưởng Có nghĩa là càng ngày càng thấy nhiều cái BTC đến từ những nhà đầu tư lâu năm đẩy lên sàn Bây giờ thì đi hàng ngang có nghĩa là thời điểm này là thời điểm tích lũy Để trả lời câu hỏi đó thì bây giờ người này kết luận là với cái giá hiện bây giờ chúng ta thấy là những nhà đầu tư lâu năm họ tích lũy tiếp tục và tiếp tục chúng ta chỉ thấy cái sự dao động đến từ những nhà đầu tư ngắn hạn mà thôi cũng như là chúng ta thấy cái sự điều chỉnh mới đây ra đến từ một số người họ có lời nhiều họ chốt cũng là một điều mà chúng ta đã chứng kiến mới đây mấy tuần vừa rồi điều kế tiếp nữa Tôi muốn chia sẻ với các bạn liên quan tới on chain đó là đương nhiên một chuyên điều mà chúng ta muốn thấy thấp hơn đó chính là cái số lượng lệnh futures hiện bây giờ đó cái số lượng lệnh futures vẫn còn là cao. Thực ra mà nói là chúng ta thấy có rất nhiều điều đã điều chỉnh à, khi mà giá cả có cái sự điều chỉnh mới đây. Nhưng mà chúng ta thấy được là một điều mà không điều chỉnh đó chính là cái số lượng lệnh futures của BTC vẫn còn cao. Mặc dù là các bạn thấy cái số lượng mịch không có lời đã giảm xuống. Chúng ta thấy là nhiều chỉ số cũng đã hạ xuống. Nhưng mà ngoài chỉ số này, nhưng mà ít ra bây giờ đó thì cái số lượng à, lệnh long và short đó, coi như nó cũng cân bằng với nhau dựa theo những tài liệu như là chúng ta nhìn vào cái chỉ số funding rate, cái phí qua đêm thì tại sao mà chúng ta không thấy là nhiều lệnh futures giảm xuống nữa thì để có điều đó xảy ra đó là nghĩa là chúng ta cần phải có nhiều người nghiêng về một bên, có nghĩa là mọi người rất là bullish, có nghĩa là muốn giá tăng hay là mọi người rất là bearish muốn giá xuống. Nhưng mà trong thời gian này đó cái đợt mới đây cái từ hơn 2 tuần khi mà giá cả là 69.000 đó thì thực ra mà nói là một Mọi người trong thị trường này rất là vui nhưng mà thường lại không thấy là những thị trường tài chính truyền thống hay những người bình thường họ lại có cái sự quan tâm lớn đến thị trường này khi mà giá đạt đỉnh mới là 69.000 gần đây. Tại sao vậy thì tôi nghĩ là cái con số đó vẫn chưa có đủ để mà tăng cái sự hào hứng hơn. Và thị trường bây giờ đó tôi chúng ta vẫn tiếp tục có thêm những người mới tham gia vào. Nhưng mà tôi nghĩ là cái số lượng người mới đó đó cái tỷ lệ so với người cũ đó không có đông như là chúng ta trở lại hồi tháng 1, tháng 2, tháng 3. Và khi đó là những khi mà chúng ta có nhiều bạn mới vào và những bạn mới sẽ có cái sự hào hứng quá mức hay là lo sợ quá mức sẽ dẫn đến là chúng ta có nhiều lệnh future hơn và sẽ bị thanh lý tại vì có quá nhiều lệnh đi cùng một cái xu hướng cho nên chúng ta có thể dẫn đến những cái sự kiện như long squeeze hay short squeeze bây giờ đó tuy là giữ còn nhiều lệnh nhưng mà nó có một cái sự cân bằng cũng như là chúng ta có nhiều người có kinh nghiệm hơn nhất là những bạn nào mà đã tham gia vào năm nay thôi nhưng mà đã trải qua cái đợt điều chỉnh tháng 5 mới đây thì cũng đã có thêm một chút kinh nghiệm, cái tay cũng đã cứng hơn rồi. Đó là cái sự suy nghĩ của thần mà thôi, các bạn nghĩ sao? Thì hãy comment ở bên dưới.